Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng búa Mỹ để giới thiệu anh em. Lần này mình còn được vài cây búa Mỹ dòng size 12 và size 16 đến từ hãng DeWalt của Mỹ. Trong này nó có thiết kế và hai cái mẫu búa phải nói là khá độc và chất, phải nói là lạ và ngầu. Tự mình sẽ giới thiệu chi tiết. Đầu tiên là cây 12 này, đây là cái dòng búa lùng. Búa nhổ đinh lùng. Tổng thể thì cán của nó dài là 29 phân nha anh em. Và nó nặng 600 g. 650 g. Thiết kế dòng cán búa lùng. Đây là cái dòng búa nhỏ gọn, rất thích hợp cho anh em sử dụng trong gia đình vì cái trọng lượng của nó nhẹ. Thiết kế thì thiết kế có một cái thiết kế cũng phải nói là phá cách ấn tượng. Anh em xem cái đầu búa trơn của nó. Cái dòng nhổ đinh là dòng lưỡi công, cái mẫu này đánh giá là mình sử dụng gia đình rất là ok, gọn đẹp và mình bán với giá là 350 ngàn trừ phí vận chuyển. Thiết kế ấn tượng lùng, cán lùng nhìn rất là gọn cho những anh em tay nhỏ thích sử dụng trọng lượng nhẹ. Và cái mẫu số 2 là cái mẫu búa 16 OZ series là 51003. Mình giấu là 16A2 cho anh em ha, để dễ nhớ tại nó có hai cây 16 luôn. Thì cây này tổng thể thì cán của nó dài là 33 phân và nó nặng 800 g. Cái cây 16 OZ mẫu A2 này thiết kế của nó phải nói là khá là độc và chất. Trên cái phần cái thân cây búa này, nó có thiết kế tới hai phần bẻ đinh và rất là độc đáo. Anh em có thể bẻ chỉnh đinh nhiều cỡ khác nhau, một cỡ nhỏ và cỡ lớn. Đầu búa thì dạng trơn, thiết kế thì cái lưỡi thẳng, đầu búa nhìn nó chắc và nó lạ độc, hồi giờ mới gặp cái mẫu búa như thế này. Và cây 16 OZ mã số 51003 này mình gọi tắt là 16A2 đi, là mình bán với giá cũng 350 ngàn trừ phí vận chuyển. Cây cuối cùng là cây cũng 16 OZ nhưng mà series của nó là 51043, mình đánh dấu là 16A1 nha anh em, và nó nặng 700 g. Cây này là chuyên dụng anh em làm cốt pha rồi, rất là tuyệt vời. Nó là cán của nó dài hơn 16A2 là nó dài tới 35 phân. Thiết kế thì trên phần nó phần đầu búa nó có phần bẻ chỉnh đinh. Anh em thấy nó khác hơn so với cái 16 kia. Đầu búa dạng trơn, thiết kế thanh thoát hơn. Cây này nhìn nó thanh thoát hơn. Và mình cũng bán với giá là 350 ngàn chưa phí vận chuyển. Thì tùy anh em nào yêu thích cái mẫu búa như thế nào và cái trọng lượng của nó phù hợp với cái tay của anh em thì anh em báo mình. Ví dụ như báo là 12 hoặc là 16A2, 16A1, mình sẽ biết mình gửi đúng hàng cho anh em, đồng giá 350 ngàn chi phí vận chuyển một cây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.